Xin chào các bác đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Umilia UU270A. Cái dòng xe đạp Zoom và được sử dụng một cái bộ cấu hình phải nói là một chất lượng nhất trong cái tầm giá, rồi giá bán thì em đang bán là 6.800 và đổi lại thì các bác đã được chiếc xe đạp cấu hình Shimano Atut và phanh dầu Shimano. Cấu hình rất là ngon trong cái tầm giá thì cũng là 6.800. Xe thì được sử dụng là khung nhôm. Và như các bác trên hình có thể nhìn thấy cái khung của xe thì rất là mới. Màu sắc các thứ lên thì còn rất là bóng này. Rất là mới, rất là đẹp. Và hầu như là không có vết xước nhỏ nào đáng kể trên khung cả. Rất là đẹp. Đấy, cả cái tông màu tông màu thì nó là màu xám tàn thuốc pha với màu đỏ, rất là thể thao, cực kỳ là đẹp mắt. Nhãn hiệu Umilia, model là UU270A. Và toàn bộ chiếc xe này là được em nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên bản, nguyên zin 100% các bác nhé. Thì bánh là 26 inch này và bộ chuyển động được sử dụng là bộ Shimano Atut. Đời này cũng đời Atut này cũng khá là mới, với 9 tầng lít và trên này là 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Máy ưu của xe máy ưu Quattro nguyên zin. Con heo dầu đấy nhá các bác nhá, được sử dụng bộ phanh dầu Shimano. Có thể nhìn cái vân lốp này, chủ cũ họ đi rất là ít này, cái vân lốp này chắc là chỉ đi được vài lần rồi họ bán lại thôi. Giữ cái độ mới nó rất là tốt. Trên phần vi đông thì phốt tông, phốt tăng và vi đông là nguyên zin theo xe là nguyên bản này. Và tay bấm xả sử dụng là Atut, hai bên Shimano Atut và cụm phanh dầu của Shimano. Cái cấu hình mà đáp ứng đủ một cái nhu cầu cho các bác mà mới bước đầu tiếp cận đến xe đạp thể thao ấy, thì đây là một cái lựa chọn rất là tốt, hợp với túi tiền, chỉ có là 6.800. Mà cấu hình này thì cũng đáp ứng đủ nhu cầu cho một người dùng xe đạp cơ bản rồi. Giảm sóc dầu, giảm sóc này cũng nguyên zin luôn, zin theo xe. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm của phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Atut với 9 tầng lít và 3 tầng đĩa, xe có 27 tốc độ khác nhau. Chiếc xe được bán lên mức giá là 6.800 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 45 các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, bấm thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.